Ronaldo giúp Al Nassr thắng đậm tân binh Saudi League. Tiền đạo 38 tuổi Cristiano Ronaldo ghi một bàn và kiến tạo hai lần khi Al Nassr thắng Al Hajem 5-1 ở vòng 5 Saudi Pro League. Ronaldo trận thứ 3 liên tiếp ghi dấu giày vào 3 bàn thắng trở lên khi đội nhà đều thắng đậm. Trước đối thủ đứng cuối bảng, siêu sao Bồ Đào Nha truyền bóng dọn cổ cho đồng đội ghi hai bàn trước khi nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 68 từ pha kiến tạo như đặt của Abdoulaye Gareth. Thủ quân Al Nassr tiếp tục chuỗi trận chơi tốt với tâm lý thoải mái. Phút 33, anh chọc khe chân trái cho Gareth thoát xuống đối mặt và sút chéo góc mở tỷ số. Đến phút 57, Marcelo Brozovic xẻ nách khôn ngoan cho Ronaldo thoát xuống đối mặt, nhưng tiền đạo 38 tuổi không sút mà căng ngang để đồng hương Otavio đệm vào lưới trống. Sau bàn của Otavio, Ronaldo chạy mừng trước rồi quay về phía đồng đội, lè lưỡi cười tươi. Sau khi kiến tạo cho các đồng đội, Ronaldo cuối cùng cũng được đáp lễ ở phút 68. Otavio truyền ra tuyến 2 cho Gareth có thể sút từ cự ly khoảng 10m, nhưng tiền vệ này nhả lại cho Ronaldo đá căng tung lưới chủ nhà. CR7 ghi bàn ở trận thứ 3 liên tiếp và anh nhảy xoay rồi hô siêu quen thuộc, thậm chí còn múa bằng hai tay khi tri ân Gareth. Sau Ronaldo, đến lượt ngôi sao Sadio Mane ghi bàn khi anh cứa lòng về góc xa ở cự ly khoảng hơn 10m từ đường truyền của Gareth. Tuyển thủ Senegal vươn lên thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại giải, chỉ sau chính Ronaldo. Al Nassr có tổng giá trị đội hình 220 triệu đô la Mỹ, cao gấp 12 lần so với chủ nhà Al Hajem. Theo chỉ số Opta Power, Al Hajem thậm chí bị đánh giá thấp hơn 3 câu lạc bộ Đông Nam Á là Buriram United, Johor Darul Tajim và Bangkok United. Đội hình chủ nhà cũng không có cầu thủ nào từng thành danh ở 5 giải hàng đầu châu Âu, chưa kể họ vừa lên hạng và đang đứng chót bảng Saudi League. Sân Al Hajem chỉ có sức chứa tối đa 8.000 khán giả. Vì thế họ dùng sân King Abdullah Sports City trong trận đón Ronaldo và đồng đội. Sân bóng này có hơn 62.000 ghế ngồi, được phủ gần kín người ở hai khán đài chính. Tuy nhiên ở hai khán đài phía sau cầu môn, tỷ lệ ghế có người ngồi ở mức thấp. Chênh lệch giữa hai đội được thể hiện rõ, nhưng Al Nassr cũng đã chơi thăng hoa với những tuyệt phẩm phối hợp dẫn tới bàn của Otavio và Mane. Họ không chỉ thắng trận thứ 3 liên tiếp mà còn tạo cách biệt 4 bàn trở lên trong thời gian này. Dù vậy, đoàn quân của Luis Castro chỉ đang đứng thứ 6 với 4 điểm ít hơn đỉnh bảng của Anhula. Al Nassr sẽ chơi thêm một trận nữa được cho là dễ thở, gặp Angray ngày 16 tháng 9. Sau đó, họ lần lượt gặp câu lạc bộ Iran Persepolis ở AFC Champions League và Al Ahly tại Saudi League. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.